yêu lực của mình đã tăng lên 628 vạn rồi. Cực kỳ là easy luôn. Và hôm nay là bước sang ngày thứ 9. Mình sẽ đi auto chặt cây nốt để có thể là tiến hóa lên luyện hư tiền kỳ các bạn ơi. Và lên luyện hư tiền kỳ thì sẽ có một số những cái tính năng mới được mở thêm. Cực kỳ là ngon lành cành đà. Yo, độ kiếp nào các bạn ơi. Let's go. Úi trời ơi, đẹp dài luôn. Nào, lên đi gấu ơi, đừng ngủ nữa. Tỉnh dậy đi. Thiên lôi thứ 7, thứ 8 và thứ 9. Tỉnh chưa em? Ok, đẹp dai hơn hẳn luôn, trông ngầu lòi hơn nha các bạn. Quack select thực sự luôn nha. Wow, có luôn một món trang bị lực chiến tăng lên. Thì là mình múc thôi. Thì khi mà lên luyện hư tiền kỳ rồi, mình sẽ mở ra cái tính năng tự động ở trong cái huyết mạch thiên tiên. Cực kỳ là perfect các bạn nha. Mình check qua xem khai ngộ đến đâu rồi. À, đến phẩm đỏ rồi đúng không? Thế thì ở trong này mình sẽ chọn từ phẩm tím trở lên đi. Dừng khi yêu lực huyết mạch tăng. Ở đây thì mình đang chơi bạo kích, thì cho nên là một là các bạn lựa chọn thanh long, hai là chơi đằng xà. Ôi, mình chọn thanh long đi, bạo kích cho sướng. Rồi, đấy, với 460 cái linh thảo này, hy vọng rằng là mình sẽ có thể ra được món đồ gì đó cực kỳ xịn sò ở cho cái phần huyết mạch thiên tiên này các bạn nhá. Ở trong phần thần thông của mình thì mình cũng đã có được cái diệt tâm ma chủng. Cái này mang đi đánh boss thì quá quê luôn các bạn ơi. Vô tội mới có bậc 1 thôi, kiếm thêm cái nữa mình nâng cấp lên bậc 2. Mà quá hai cái ân ký là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đấy, ngoài ra thì mình có cái ba đầu 6 tay nâng level 50 rồi. Và hiện tại có hai cái ân ký đây nha. Ok, đều là suy yếu linh thú và suy yếu thất sát thương bạo các bạn nhé. Du ngoạn, đấy, cũng được du ngoạn x10 luôn rồi. Tiết kiệm khá khá thời gian các bạn ơi. Tuyệt vời quá. Cho mình chết. Tiên thụ của mình thì chắc là ngày mai thôi là mình hoàn toàn có thể nâng cấp được cho cây tiên thụ này của mình lên được cấp 12 các bạn nhé. Lên cấp 12 thì mình cũng sẽ có thêm một chút nữa cái tỷ lệ tăng lên. Và những trang bị của mình này nó sẽ giúp cho mình tăng yêu lực lên được hơn các bạn ạ. Với cả ngày hôm nay thì các bạn biết rồi đấy, mình đã đổi sang chơi em ong già rồi. Em ứng long này thì mình đang cảm thấy nuôi nó hơi lâu và hơi thọt, thế thành ra là mình chuyển sang nuôi ong già cho nó dễ các bạn nhá. Thì mình sẽ cố gắng là lấy thêm cái chỉ số này của nó cao lên khi mà nâng cấp xa được lên các bạn ơi. Đấy, 55k này. Tầm này thì cứ lực chiến cao hơn thì mình quất thôi. Bởi vì mình chơi ong già thì mình sẽ chủ yếu là lấy cái khả năng đánh tay cộng thêm vào cái phần trăm này nó tăng lên ấy. Khi mà mình nâng cấp được cấp của em ong già này nó cao lên thì cái phần trăm mà nâng lên là tầm 98% chẳng hạn, tức là gần gấp đôi, thì những cái chỉ số của trang bị lúc đấy nó sẽ phát huy hiệu quả nha. Trong cái phần thuộc tính chi tiết cơ bản này này các bạn này. Đấy, nhân đôi lên với em ong già đấy phải ngon lành không? Nên là cứ lực chiến cao hơn là mình quất các bạn. Hết đào rồi. Huyết mạch thêm tiền. Thanh long này 19k điểm lực chiến tuyệt vời quá. Đi khai ngộ thôi. Có một cái thì mình cũng khai ngộ. Thế thì phải đi trấn yêu tháp cái đã. Xem là vừa đến tầng bao nhiêu đây. Bật sở thích lên và thiêu chiến tiếp thôi. Vừa đến tầng 24/9 thì thôi mắc kẹt các bạn nhé. Rồi tiếp tục mình đi vừa đải thôi. Xem như nào nào. Mục luôn. Úi à. Nhưng mà không có ứng long đi vượt ải thấy hơi bâng khuâng tí các bạn nhé. Khả năng qua được. Ui, đừng bị choáng. Ui, bạo kích cao là qua được đấy. Qua được các bạn ơi, ngon. Lại giảm được thêm 1 tiếng 30 phút nữa thì chắc chắn là ngày mai mình sẽ lên được cây 12 thôi. Lên cây 12 là khác bò đấy. Bởi vì Linh bảo 0.01 nó tăng lên 0.09 là một cái gì đấy. Cực kỳ là khác bọt nha. Mai là mình đã có trang bị xịn hơn rồi các bạn nhé. Đó, đơn giản là ngày thứ 9 nữa. Quá dễ như vậy các bạn ạ. Nếu như các bạn là nông dân tân thủ mới chơi game thì có thể xem thêm cái series hướng dẫn tân thủ ngay trên màn hình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.